Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp nối dòng thời sự liên quan đến vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ngày 7 tháng 1 ở Paris. Tại thời điểm chiều tối nay theo giờ Việt Nam, đang xảy ra một vụ bắt cóc con tin ở đông bắc Paris sau khi cảnh sát Pháp truy đuổi và đấu súng với hai người được cho là tay súng thực hiện vụ tấn công vào tòa soạn nêu trên. Những thông tin mới nhất về chiến dịch này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin Nhật ký cuộc sống phát sóng vào lúc 19 giờ tối nay và các bản tin tiếp theo trên kênh VTC14. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Còn bây giờ xin được trở lại với những câu chuyện thời sự đáng chú ý khác. Cuộc đối đầu Đông Tây liên quan đến vấn đề Ukraine giữa một bên là Nga và bên còn lại là Mỹ và Liên minh châu EU đang cho thấy những hậu quả trầm trọng. Bằng chứng rõ ràng nhất đó là sự lao dốc của giá dầu thô trên phạm vi toàn cầu, sự mất giá của đồng rúp trong khi thiệt hại về kinh tế của châu Âu liên quan đến các lệnh cấm vận đối với Nga cũng đã lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên không có bất cứ dấu hiệu nào thực sự tích cực, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 8 tháng 1 tiếp tục ra điều kiện cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga chỉ có thể được dỡ bỏ nếu thỏa thuận Minsk được ký giữa Kiev và lực lượng nổi dậy hồi tháng 9 năm 2014 được thực thi đầy đủ. Phát biểu của bà Merkel được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Pháp François Hollande bất ngờ đề xuất việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga. Kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn phát biểu của Tổng thống Pháp François Hollande hôm 5 tháng 12 cho biết các lệnh trừng phạt mà quốc tế áp đặt lên Nga đã khiến nước này đối mặt với những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, ông Hollande thừa nhận cuộc khủng hoảng ở Nga cũng không phải là điều tốt đối với nền kinh tế của châu Âu. Do đó, Tổng thống Pháp cho rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế thực hiện việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước Nga sau khi Moscow cho thấy những tiến bộ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo ông Hollande, Tổng thống Nga Putin dường như không mong muốn chiếm giữ miền đông Ukraine, mà chỉ muốn duy trì sự ảnh hưởng của Nga lên người láng giềng lâu năm và đưa nước này tránh xa khỏi NATO. Người đứng đầu nước Pháp cũng khẳng định ông sẵn sàng tới Astana, Kazakhstan vào ngày 15 tháng 1 tới để tham gia cuộc họp với sự tham gia của Nga, Pháp, Đức, Ukraine do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất liên quan đến các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm qua vẫn đặt điều kiện cho việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt riêng rẽ đối với Nga do vấn đề Crimea. Các lệnh cấm vận đối với Nga chỉ có thể được dỡ bỏ một khi nguyên nhân gây ra điều này, đó là vấn đề sáp nhập Crimea vào Nga được tháo gỡ. Tôi có rất ít hy vọng về điều đó. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra là do sự can thiệp của Nga và miền đông Ukraine. Việc thực thi đầy đủ toàn bộ thỏa thuận Minsk là cách để mang lại sự đảo ngược các biện pháp trừng phạt. Toàn bộ thỏa thuận Minsk phải được thực thi trước khi chúng tôi có thể nói rằng các biện pháp trừng phạt này có thể được dỡ bỏ. Lâu nay, EU và Mỹ vẫn đưa ra những điều kiện như trên đối với Nga, song việc Pháp bất ngờ nhượng bộ trong khi Đức tiếp tục ra điều kiện cho việc dỡ bỏ các đòn trừng phạt thực sự là một diễn biến đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh không có nhiều biểu hiện tích cực từ phía Nga được ghi nhận liên quan đến tình hình Ukraine như hiện nay. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho các nước này không muốn tiếp tục cuộc đối đầu với Nga? Mục đích thực sự của Pháp và Đức khi đưa ra những quyết định mới này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Từ cuối năm 2013 cho đến nay, Mỹ và châu Âu đã đưa ra tổng cộng 5 đợt trừng phạt nhằm vào nước Nga, từ nhẹ như cấm vận đi lại của một số quan chức trong chính quyền Moscow cho tới nặng như cấm các công ty dầu khí của Nga tiếp cận thị trường vốn phương Tây và các biện pháp hạn chế kinh tế khác. Mới đây nhất là việc phương Tây cấm vận cả bán đảo Crimea. Song theo ý kiến của các chuyên gia phân tích, miếng đòn trừng phạt này dường như khó có thể phát huy tác dụng như mong đợi của EU. Theo tôi, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Crimea sẽ không có bất cứ tác động nào bởi hai thập kỷ qua. Cả châu Âu và Mỹ đều rất ít đầu tư vào khu vực này. Việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Crimea chỉ là một hành động đơn thuần và chẳng có công ty nào của châu Âu hay Mỹ thể hiện sự quan tâm. Kể từ khi đưa ra các lệnh cấm vận, EU và Mỹ vẫn thường đưa ra những điều kiện để dỡ bỏ. Và dù ít khi phát huy tác dụng, song việc Pháp và Đức đưa ra những tuyên bố mới nhất trong bối cảnh hiện nay cho thấy phương Tây đang cảm thấy thua thiệt trong cuộc so găng cấm vận với Nga. Đối với mỗi gói trừng phạt của phương Tây, Nga đều có các đợt trả đũa tương ứng.
Nếu như Nga bị thiệt hại khoảng 40 tỷ đô la Mỹ do lệnh trừng phạt, thì sự mất mát của EU do các biện pháp trả đũa của Moscow là khoảng 50 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng trong năm nay, và trong năm tới, con số này có thể sẽ tăng lên 60 tỷ đô la Mỹ. Số liệu này được chính phủ tướng Nga Dmitry Medvedev công bố hôm 10 tháng 12 vừa qua. Trong khi đó, các quan chức hàng đầu của Đức, Italia, Hungary hay Slovakia cũng đều bày tỏ quan điểm hy vọng sớm chấm dứt việc cấm vận đối với Nga do lo ngại những tác động ngược trở lại châu Âu của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Phương Tây sẽ không được lợi gì nếu dồn nước Nga đến sự đổ vỡ về kinh tế, bởi nước này trước sau vẫn là một đối tác kinh tế, năng lượng hàng đầu mà châu Âu khó có thể bỏ qua nếu muốn vực dậy nền kinh tế của chính mình. Một trong những lý do nữa, lý giải cho sự thay đổi thái độ của EU với Nga, đó là tình hình nội bộ chính trị tại Mỹ đang trong lúc giao thời. Ngày 1 tháng 5 tới, Quốc hội mới của Mỹ sẽ bắt đầu nhóm họp. Theo đó, Đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội sẽ có tiếng nói quyết định đối với các chính sách của chính quyền Dân Chủ của Tổng thống Obama. Do đó, EU đã tận dụng thời điểm này để thay đổi quan điểm mà không bị Mỹ gây sức ép trong vấn đề trừng phạt Nga như những lần trước đây. Riêng với Pháp, động thái đề xuất chấm dứt lệnh cấm vận đối với Nga không chỉ dừng lại ở bài toán kinh tế của Liên minh châu Âu. Ông Hollande là nhà lãnh đạo cao cấp đầu tiên của phương Tây đề cập đến vấn đề này. Trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Berlin đang trở nên nguội lạnh do vấn đề Ukraine như hiện nay, việc Pháp đang cố gắng duy trì thái độ trung dung, không gay gắt với Nga và tìm cách tiếp cận trực tiếp để đảm nhận vai trò hòa giải cho thấy Tổng thống Hollande đang tìm cách giữ vai trò then chốt trong ván bài địa chính trị ở châu Âu, chứ không muốn để mặc cuộc chơi của lục địa già trong tay Berlin. Bên cạnh đó, người đứng đầu nước Pháp cũng muốn độc lập hơn với Mỹ, đối tác an ninh, kinh tế quan trọng của họ từ trước đến nay. Cuộc đối đầu Nga-phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine đang gây thiệt hại nặng nề cho tất cả các bên có liên quan. Ukraine chưa nhận được trái ngọt từ chính sách thân phương Tây, miền Đông đã rơi vào khủng hoảng, đất nước chia rẽ. Trong khi đó, thì nước Nga cũng điêu đứng trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây về mặt kinh tế, trong khi Mỹ và EU chẳng thể loại mình ra khỏi vòng ảnh hưởng khủng khiếp của các đòn trả đũa từ Moscow. Tình hình đã rơi vào trạng thái xấu nhất và sự nhượng bộ giữa bất cứ bên nào vào thời điểm này cũng có thể sẽ mở đường cho những giải pháp khả thi hơn cho cuộc đối đầu hiện nay. Khi những cuộc chiến bằng súng đạn và ngôn từ vẫn đang đốt cháy bầu không khí chính trị ở nhiều khu vực, có một thực tế là mùa đông giá lạnh đã làm đóng băng cuộc sống của người dân tại các điểm nóng xung đột. Một trong số đó là Trung Đông. Syria, quốc gia bước sang năm thứ tư của cuộc nội chiến, giờ đây lại gánh thêm những trận không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu nhằm vào các mục tiêu tổ chức Hồi giáo cực đoan IS. Hàng triệu người, xin chú thích rằng, đây chỉ là một con số ước tính sơ bộ. Người Syria đã phải bỏ nhà cửa, chạy loạn sang các nước láng giềng, vốn điều kiện về an ninh và kinh tế cũng không khá hơn là bao. Trong khi đó, thì những người ở lại đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng, đặc biệt là nhiên liệu sưởi ấm. Với họ, may mắn thoát khỏi bom đạn chiến tranh không đồng nghĩa với việc vượt qua giá lạnh của mùa đông. Tuyết rơi trên tàn tích chiến tranh ở một ngôi làng nhỏ phía tây nam Syria, nơi các phiến quân đối lập đang kiểm soát. Thiếu thốn và cô lập là những gì họ đang phải trải qua. Cư dân trở thành người nhặt rác khi họ phải nhặt nhạnh những gì có thể dùng cho cuộc sống của mình. Thật là giá lạnh, không có xăng, chúng tôi đang nhặt gỗ vụn để đốt lửa sưởi ấm. Nhưng mà bọn trẻ vẫn lạnh cóng. Hãy nhìn vào bàn tay chúng tôi biết làm gì bây giờ. Nội chiến đã tàn phá đất nước ở vùng rốn dầu Trung Đông, gây ra một cuộc khủng hoảng toàn diện. Hầu hết người dân ở đây đều bị thiếu nhiên liệu trầm trọng, thứ mà họ phải trông chờ để sưởi ấm. Giá của một lít xăng ở Syria là khoảng 2 đô la Mỹ và rất khó tìm. Một gia đình đang tụ tập quanh bếp lửa nhỏ. Những đứa trẻ chia nhau hơi ấm le lói, trong khi bên ngoài, cơn bão mùa đông đang sầm sập tới. Sau nhiều năm chiến tranh và thời thơ ấu chìm trong bất hạnh, lũ trẻ tìm niềm vui với những cục tuyết. Một niềm vui giản dị và hiếm có trong một đất nước đã có ít nhất 200.000 người thiệt mạng vì nội chiến. Và những khoảnh khắc để nhớ về thời hạnh phúc rất lâu về trước. Cơn bão tuyết tràn qua Syria và khắp vùng Trung Đông mở đầu cho một mùa đông đã được dự báo là rất khắc nghiệt với người dân nơi đây. Khắc nghiệt là bởi nó đánh vào nơi đã tan hoang vì những cuộc giao tranh chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Không chỉ Syria, các nước láng giềng cũng phải chống chọi với những trận tuyết trắng và nhiệt độ giảm xuống 0 độ C. Trong điều kiện ấy, thì những túp lều tạm của người tị nạn Syria ở các nước lân cận trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thức dậy vào sáng qua mùng 8 tháng 1, những người tị nạn ở trại Zatari, Jordan phải kêu cứu trước những trận bão tuyết, mưa và gió lạnh. Tuyết rơi đã phá hủy một số lều trại, khiến nhiều người phải xin hơi ấm từ láng giềng. Thời tiết khắc nghiệt quá, trời đã mưa tuyết nặng hạt từ hôm qua. Tối qua chúng tôi đã phải sơ tán rất nhiều người lớn và trẻ em tới trường học vì lều trại của họ đã bị bão tuyết tàn phá. Tình trạng bây giờ rất xấu, nhiều trại đã bị hư hại, không có điện và thứ gì có thể sưởi ấm. Cơn bão mùa đông đến sớm hơn thường lệ đã gia tăng áp lực lên những người phải chạy loạn. Nền nhiệt vào thời gian này hàng năm tại Jordan vào khoảng 13 độ C, nay đã giảm xuống còn 0 đến 2 độ. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, trại tị nạn Zatari của Jordan đang có 70.000 người Syria. Nếu thời tiết tiếp tục giá lạnh, những người này sẽ không thể qua nổi mùa đông. Chúng tôi đã xin chăn và máy sưởi, đó là những thứ cần ưu tiên nhất hiện nay khi mà lều trại đã hư hại mất rồi. Liên Hợp Quốc đã phát động một chương trình trợ cấp bằng tiền mặt trong mùa đông này để cung cấp cho 41.000 trẻ tị nạn Syria trong các trại ở Jordan. Hội đồng tị nạn Na Uy cho biết sự hỗ trợ này là không đủ để cứu sống những người tị nạn khỏi mùa đông tử thần. Mới đây, một người đàn ông 35 tuổi đi cùng một đứa trẻ 8 tuổi đã chết trong cơn bão tuyết khi đang trên đường chạy loạn từ Syria sang Liban. Tuyết cũng chặn luôn đường sống của những người tị nạn Syria. Ở thung lũng Beka, nằm giữa Liban và Syria, hơn 400.000 người Syria đang phập phồng lo sợ khi gió bão vẫn hoành hành. Nếu không chết vì chiến tranh, họ cũng có thể chết dần vì giá lạnh khi tuyết nhấn chìm các khu lều tạm. Giao thông vận tải đã bị gián đoạn trên toàn khu vực. Cảnh sát Israel thường xuyên đóng cửa đường cao tốc chính tới Jerusalem, trong khi sân bay Beirut phải đóng cửa vào đêm 6 tháng 1. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hủy hàng chục chuyến bay từ các thành phố lớn nhất của nước này, và tình hình chưa có dấu hiệu cải thiện. Điều đó khiến cho công tác vận chuyển đồ cứu trợ càng gặp khó khăn. Những người tị nạn Syria chỉ có thể trông đợi vào nguồn hàng cứu trợ quốc tế và cung cấp nơi trú ẩn cho hàng trăm nghìn người tị nạn đã là một nỗ lực phi thường của các nước láng giềng. Trong khi nhiều cư dân của họ cũng đang chịu chung thiệt hại từ các trận bão. Theo những thông tin mà hãng tin AP của Mỹ thu thập được, thì bão tuyết đã làm ít nhất 3 người Syria thiệt mạng ở Liban và 2 người ở thành phố Aleppo thuộc miền Bắc Syria. Nhưng đó chỉ là những trường hợp nhỏ được thống kê. Thực tế thì với số lượng người tị nạn lên tới hàng triệu, thảm họa nhân đạo với người Syria là điều không tránh khỏi. Bên cạnh đó, họ còn phải chịu một hậu quả khác không kém phần đau đớn. Lầu Năm Góc Mỹ mới đây đã lần đầu tiên thừa nhận có dân thường thiệt mạng trong chiến dịch không kích chống IS ở Iraq và Syria. Theo các chỉ huy Mỹ, thì từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12 năm 2014, Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện hơn 1.300 cuộc không kích tại hai nước. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh trước đó ước tính gần 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 800 người bị thương trong các cuộc không kích này. Chết vì các cuộc giao tranh giữa quân đội, chính phủ và phe nổi dậy, chết vì bị IS tấn công, chết vì các cuộc không kích chống lại IS hay chết vì giá rét, bệnh tật và đói khát trên đường đi tị nạn. Đó đều là những cái chết thương tâm mà người Syria và nhiều điểm nóng khác đang phải gánh chịu, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải vào cuộc để cứu lấy những người đồng loại. Canada vừa thông báo sẽ tái định cư 10.000 người tị nạn Syria trong 3 năm tới để đáp lại lời kêu gọi của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nhằm tìm nơi ở mới cho 100.000 người Syria trên toàn thế giới. Và đó mới chỉ là một trong số những nỗ lực rất cần được nhân rộng. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.